Xin kính chào quý vị và khán giả. Hôm nay thì mình lại theo chân anh Giang đang kéo con máy xúc Komatsu PC75 độ gầu đây, đang di chuyển trong một cái đường làng ngõ xóm. Con này có một cái fork rất là cao các bạn ạ, cộng với con máy nó cũng cao nữa. Khi đi vào trong đường làng ngõ xóm thì bắt buộc phải có một người đi theo để nâng cái dây điện lên. Đấy, kéo fork đi trong cái khu này hồi hộp lắm các bạn ạ. Chỉ sợ đứt dây điện thôi. Dây điện thì máy mới đi qua được. Đấy, sau khi đỡ một dây nữa rồi thì phải đỡ thêm một dây kia nữa. Thì đỡ dây điện khi kéo fork đi làm vậy có nhiều kiểu đỡ lắm. Một là đứng ở dưới dùng cây để đỡ lên. Hai là leo hẳn trực tiếp lên trên máy để đỡ các bạn ạ. Đó. Nhưng mà đứng ở trên đỡ nó sẽ nguy hiểm hơn rất là nhiều so với đứng ở dưới các bạn ạ. Vì là chỉ cần sơ sẩy chút xíu là dây điện nó dò ra thì nó giật vào người thì cũng rất là mệt. Ngoài ra là rất nhiều vụ án là khi mà đứng bên trên ấy không đều tay một phát là bên dưới người thì đang nâng dây điện, người thì phi phọt nhanh một phát gây ra tình trạng là rơi từ trên phọt rơi xuống. Đấy, vậy nên là rất là nguy hiểm khi mà đi đỡ những dây điện này. Chính vì vậy nên đứng dưới là cái giải pháp tốt nhất. Đấy, đi qua đây rất là lâu. Đấy, nhiều đoạn dây điện quá thấp các bạn ạ. Đấy, dây điện nó thấp xa xuống đầu như kia. Đấy, nên là đi qua đây mà không chú ý chỉ cần mạnh tay mà phát thôi là mắc vào dây điện là toang luôn. Đấy, cái đoạn này là đã ra được một đoạn đấy các bạn thấy không? Có mấy chục mét đường thôi mà đỡ rất là nhiều dây điện. Ngoài trời. Vậy nên là nhiều lúc mà máy xích nó không tiện, mà máy lốp là như vậy. Đi mà không có người để ý cho nhá, chỉ cần nó móc phải cái cần kỹ thuật của cái đầu này phát là đứt luôn. Đấy, thôi dính rồi. Phải chờ nâng lên này, cái đoạn này nó hơi bị dướng này. Nó chỉ mất vào cái đoạn nào mà trong làng nhiều mà. Đấy, vào làng ngõ thì nó mới bị dính thôi. Rồi, ra đến đoạn này chắc là khả năng hết rồi. Vất vả hồi hộp những cái phút giây trong làng ngõ xóm, những cái đoạn dây điện quá thấp thì máy cuối cùng cũng thoát được. Đây là đang đi ra đoạn bình thường. Đấy, bình thường con 75 này nó đã cao rồi mà nó nằm lên cái fork cao như thế này nữa, 4 tấn 75 con fork này.
cỏ rất là bon. Vậy nên là chỉ có nhiều khi ở vùng quê mới đi qua được các bạn nhé. Còn nếu như vùng thành phố thì không dùng con này được, nó quá to. Rồi, nhẹ nhàng. Để hạn chế cái sự rủi ro thì mình phải rất là cẩn thận. Tử thần.